Vâng, xin được kính chào tất cả các bác, các anh, chị trên mọi miền Tổ quốc Tôi là Dũng đến từ Gốm hàng Phát Hôm nay Dũng sẽ giới thiệu để cho tất cả mọi người ngắm đôi lục bình vẽ vàng Bánh hạc quần tùng, hàng vẽ vàng 24k cực kỳ cao cấp Hàng trắng khử Rất là cao cấp đấy ạ, màu vàng sáng bóng Như quý vị đang nhìn ở phía trước màn hình là cái phần chân của đôi lục bình Đôi lục bình cao 1m4 Thân bình đường kính khoảng 40 đến 42 cm. Họa tiết vẽ vàng à, tích vẽ là bách hạc quần tùng với rất là nhiều hạt và chính giữa đó là cây tùng cùng với rất là nhiều các họa tiết khác như quý vị các chị đang nhìn đó chính là cái phần viền mạ vàng trên miệng của đôi lục bình này với các họa tiết ở ngay phần dưới cái miệng loe của bình rất là đẹp ạ và ngay trước mắt đây là Cặp chim phượng Trên cành tùng Đôi lục bình này rất thích hợp bày trong ban thờ Với cái chiều dài của ban thờ khoảng tầm 1 m à, rưỡi 1m75 hoặc 1m97 vẫn ok Đấy cận cảnh cho quý vị anh chị các bạn nhìn Đó chính là cái sắc vàng Rất là bóng và sáng Hàng rất là cao cấp Nét vẽ rất là sắc nét Tỉ mỉ Đó phía dưới này là hoa phủ dung hoa phủ dung với rất nhiều nét đấy, nét tô vàng rất sáng bóng cùng với các loài hoa khác phía dưới là chân đế với họa tiết viền rất đẹp đô lục bình này thì bày trong ban thờ thì tuyệt vời luôn ngoài ra có thể được bày trong phòng khách Đôi lục bình này đã có đã có những khách hàng của gốm Hoàng Phát là mua đôi lục bình như này và mang đi cung tiến đình đền chùa rồi đấy ạ. Hoặc là làm quà tặng tân gia, tất nhiên là đôi lục bình làm quà tặng này cũng rất giá trị đấy ạ. Chứ không phải đơn giản nữa ạ. Cái màu sắc đấy tôi quay thì sẽ các bác sẽ nhìn thấy là cái ánh vàng nó nổi lên. Thì cái ánh vàng này nó đặc biệt nổi lên khi mà mình thay đổi cái góc nhìn nó sẽ tạo độ bóng và sáng. Đây là phần mặt sau của đôi lục bình mặt sau thì cảnh nó ít hơn mặt trước nó sẽ trang nhã hơn phía sau là hoa sen đấy ạ các họa tiết hoa sen mây các loại họa tiết uh, hoa cúc trên đôi lục bình này nếu các bác nhìn kỹ thì có đầy đủ các loại hoa của bốn mùa đấy ạ tùng cúc trúc mai đều có đấy ạ phía trên là phần uh, mặt trăng cùng với mây họa tiết viền rất sáng đấy ạ thì các bác nào đang xem trên Facebook thì cho em xin một cái like, share video Bác nào đang xem trên Youtube thì hãy like, đăng ký kênh và bật chuông để không bỏ lỡ những video mới Những video hay về gốm xứ mà gốm Hoàng Phát chúng em vẫn quay cho khách hàng trước đây này Thì rất là may được các bác yêu quý cũng đã like, share hoặc là đăng ký cũng tương đối nhiều Nhưng các bác xem mà thấy hay thì giới thiệu cho bạn bè, người thân để mọi người cùng biết là cái sản phẩm của bát tràng bây giờ rất là đẹp rồi ạ rất đẹp rất cao cấp đấy các bạn nào đang ở xa không có thời gian đến xem ấy thì có thể xem những cái sản phẩm qua video này bên cạnh đây là những bình hút lộc với rất nhiều màu sắc chính giữa là những đôi lục bình men dạn đắp nổi họa tiết cực kỳ là cầu kỳ cẩn thận và bên tay phải bên này là những chiếc bình hút lộc khác men xanh vẽ vàng thì các bác hãy lưu số hotline của bên em là 0918482648 để chúng em có thể tư vấn rõ ràng hơn về các sản phẩm gốm xứ và tư vấn cho các bác anh các chị làm sao chơi những sản phẩm gốm sứ đẹp chất lượng các bác hãy nhớ địa chỉ bên em là số 21 thôn 6 giang cao bát tràng gia lâm hà nội xin chào hẹn gặp lại những video sau